Ok, nó xem bạn này. Nên mình sẽ thử thách tròn trinh nhá. Sai thỏ lỏng. Có ai gọi nhỉ? Giờ xem. Và làm sao đây? Tự dưng về sau mặt một đống thế kia. Đã ăn gì chưa thế hả? À, hồi nãy công trường tới đây hỏi bà, nhưng mà tôi bảo bà bận lắm. Có bà này dẫn không chứ? Vừa mới có người gọi không mà hơi mất rồi ạ. Không có người gọi. Chắc là ngầm thôi. Gọi à? Ừ. Gọi luôn xuống à? Không được gọi được. Diệp Vĩ ngồi. Cứ ngôn nhu cho lắm vào. Cứ sau này vỡ mộng. Đấy. Mình bảo bảo không cả ra đấy. Mà dậy sớm còn ăn nướng chả. Quán cô chủ nhà mình khai trương đấy. Chắc là thằng cả con kêu ấy. Thôi bà chuẩn bị lên tròn nhé. Tròn rồi. Đắng lòng luôn. Vậy hả? Ok, với cô đến bài đăng ký luôn. Ở đây, ở đây. Nghe vào kể ngoài mà vẫn chưa hình dung ra. Ôi, chả con quá. Điện thoại bóng vàng lên. Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái. Cái gì á? Khách hàng đã được tặng cái này bởi dùng Shopee rất là nhiều lắm. Rồi, giờ thì đi. Rồi thì khách hàng sẽ được tặng cái này nhá. Ok, cảm ơn nhá. Dạ. Tối nay mình đi coi luôn. Xin lỗi trường. Dạo này công việc bận bịu. Tặng iPhone 14 và gỗ mắc cứ vậy. Tặng iPhone 14 và gỗ mắc. Đồ vô mắt à. Đó, bây giờ nha. Mình sẽ bắt chân dạy nha. Ok. Dạy sao đây ông cháu? Sao đi tặng hàng, sao đi tặng hàng. Shopee tặng cái gì ấy? Đấy, tặng iPhone 14 cho đúng á. Đấy, thấy mà thế, bóc vào hồi. Ây à. Thôi giờ làm cái lúc bóc rồi, bóc hồi đi. Ok. Bóc bên này. Đang quay cái gì ấy? Quay vlog thôi mà. Siêu. À đây này. Siêu. Thắng được. Mùi iPhone 14 Pro Max vàng. Ông rõ ràng mình mua 14 Pro Max kìa. Rõ ràng mình chọn cái iPhone 14 Pro Max Max thường mà. Chưa bóc siêu luôn. Bỏ cái hộp đi. Mỗi người lấy một bên. Cầm bên này, cầm bên này. Này, chưa được. Cầm, bóc lên. Rồi, ok nha. Này, cả hai cầm mỗi người mỗi bên. Đây, cầm trong giấy, cầm lên giấy này. Rồi, ui. Đấy nha, bóc cho các bạn xem nha. Ok nha. Trời ơi, bác sĩ đã xong. Ok nha, thì có ý định cái gì đấy, tự nhiên này có cái gì đấy đến là thôi nha, xin chào nha, bye bye. Đây, rất là đẹp cho đi. Bye nha. Mình phải iPhone 14 Pro Max mã vàng nhá. Nè, ok, soi gương đấy nha. Bye bye nha, bye bye nha. Chờ đi. Rồi bye bye nha. Bye nha.